Thưa quý vị và các bạn, chúc các bạn xem video sức khỏe, thành công và hạnh phúc. Video hôm nay Thanh Tâm Online sẽ cùng các bạn vạch trần chiêu trò xuyên tạc, chống phá kỳ họp thứ 6 Quốc hội khóa 15 mà số phản động đã triển khai chiến dịch trong thời gian vừa qua. Mời các bạn chú ý theo dõi hết video, like và đăng ký kênh, để lại ý kiến của các bạn dưới phần comment để đội ngũ của kênh tiếp thu. Xin cảm ơn. Thưa các bạn, Quốc hội là một cơ quan quan trọng của nền chính trị, là cơ quan đại diện của nhân dân Việt Nam và nó đóng vai trò quyết định trong việc xây dựng và quản lý quốc gia. Kỳ họp của Quốc hội là một phần quan trọng trong quy trình làm việc của cơ quan này. Và việc chống phá kỳ họp là một hành động không chỉ không hợp pháp mà còn gây hại nghiêm trọng đến sự ổn định và phát triển của đất nước. Kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa 15 thực hiện khối lượng công việc rất lớn với nhiều nội dung quan trọng. Dư luận quan tâm như lấy phiếu tín nhiệm đối với những người giữ chức vụ do Quốc hội bầu ra hoặc phê chuẩn, xem xét, thông qua 9 dự án luật liên quan đến đất đai, viễn thông, căn cước công dân, xem xét, cho ý kiến về 8 dự án luật đáng chú ý như luật bảo hiểm xã hội, sửa đổi, luật trật tự, an toàn giao thông đường bộ, luật thủ đô và phương án phân bổ ngân sách trung ương năm 2024 và nhiều vấn đề quan trọng khác liên quan đến quốc kế, dân sinh. Giống như kỳ họp trước, kỳ họp lần này là chia làm hai đợt nối tiếp nhau vừa tranh thủ nghỉ giữa kỳ họp để các cơ quan chức năng của Quốc hội, Chính phủ tiếp thu, chỉnh lý và hoàn thiện các văn bản quy phạm pháp luật trước khi Quốc hội thông qua để ban hành, vừa tạo điều kiện thuận lợi cho các đại biểu kiêm nhiệm có thời gian xử lý các công việc cấp bách. Như thường lệ, một số kẻ chống phá nhà nước lợi dụng sự kiện này để cố tình xuyên tạc sự thật, hùa với nhau, viết tin, bài, dàn dựng các video clip, tổ chức các cuộc phỏng vấn, trả lời phỏng vấn, bình luận với nội dung xấu, độc tán phát lên mạng xã hội hay đài báo nước ngoài VOA, RFI, BBC. Nhằm thổi phồng những hạn chế, khuyết điểm của công tác xây dựng luật pháp, xuyên tạc vị thế, vai trò của Quốc hội, đại biểu Quốc hội. Một số người đã đồn thổi, tung tin sai trái khi cho rằng Quốc hội đang cải lùi, phải chia kỳ họp thứ 6 làm hai đợt vì cần có thời gian đối phó với cử tri, mặt khác, do công tác chuẩn bị chậm trễ. Điều cáo buộc trắng trợn của họ là 44 đại biểu được Quốc hội bỏ phiếu tín nhiệm lần này cần thời gian để vận động hành lang để lấy phiếu tín nhiệm cao. Từ chuyện nọ, họ nói sọ sang chuyện kia, cho rằng Quốc hội họp hành liên miên, gây tốn kém hàng chục tỷ đồng tiền thuế của dân, lãng phí thời gian, công sức của các đại biểu Quốc hội và bộ máy phục vụ. Họp Quốc hội chỉ bàn việc đấu đá, châm chích nhau, không chăm lo phát triển kinh tế xã hội, củng cố quốc phòng, an ninh. 5 năm. Chúng ta không lạ gì các chiêu trò xảo trá, hạ thất uy tín, vai trò, uy tín của Quốc hội, chia rẽ Quốc hội với Đảng, Chính phủ, ly tán đại biểu Quốc hội với cử tri và nhân dân. Âm mưu thâm độc của họ là mượn cái cớ kỳ họp thứ 6 Quốc hội khóa 15 để bài xích, phủ nhận vai trò lãnh đạo của Đảng đối với nhà nước và xã hội ta, cho rằng nghị quyết của Đảng đặt lên trên luật pháp, Đảng đoàn Quốc hội không có vai trò gì. Quốc hội là nơi hợp lý hóa các nghị quyết của Đảng, còn đại biểu Quốc hội phần lớn là nghị gật, thứ nhất ngồi ì, thứ nhì đồng ý, thứ ba ra về. Những luận điệu trên là sai trái, đầy tính hận thù, phản động ít nhiều cũng gây tác động tiêu cực đến người dân bởi các chiêu trò dương đông, kích tây, châm chính, kích động nổi loạn lòng người nhằm chọc gậy bánh xe, đâm bị thóc, chọc bị gạo, cản trở công việc của đại biểu dân cử, tạo ra các dư luận thiếu lành mạnh trong xã hội về Quốc hội Việt Nam. Cả lý luận và thực tiễn đều chỉ ra rằng Quốc hội là cơ quan thực hiện quyền lập pháp cao nhất trong hệ thống chính trị, là cơ quan đại biểu cao nhất của nhân dân và là cơ quan quyền lực nhà nước cao nhất của nước ta. Công dân không ai được phép mang các câu chuyện của Quốc hội ra bàn phím mua vui, hoặc thêu dệt, đơm đặt, xuyên tạc chuyện này, chuyện khác. Việc Quốc hội tổ chức kỳ họp thứ 6 khóa 15 thành hai đợt như đã được thông báo là điều cần thiết, rất hợp ý Đảng lòng dân, phản ánh đúng nhu cầu của thực tiễn cuộc sống, tâm tư, nguyện vọng chính đáng của tuyệt đại đa số cử tri, có lợi cho việc hoạch định các chính sách, phù hợp với định hướng phát triển của đất nước. Với tinh thần đổi mới sáng tạo, chủ động từ sớm, từ xa, các cơ quan chức năng của Quốc hội và Chính phủ đã tính trước, có sự phối hợp chặt chẽ, nhịp nhàng, ăn khớp trong quá trình kết nối, tương tác, chuẩn bị các văn bản, tài liệu, các dự án luật, nghị quyết, đề án trình Quốc hội. Những việc làm sáng tạo, hiệu quả, nhẽ ra cần có sự động viên, khích lệ. Thế nhưng, những kẻ nhân danh bất đồng chính kiến lại phán bừa, rồi cáo buộc, thậm chí xuyên tạc sự thật, cho rằng kỳ họp thứ 6 chia làm hai đợt là ý muốn chủ quan của lãnh đạo Quốc hội. Họ cần có thời gian để vận động bỏ phiếu tín nhiệm giữa nhiệm kỳ, không muốn mất điểm trước cử tri cả nước. Có người còn phán rằng lãnh đạo Quốc hội đang tạo đà, chạy đua vào chiếc ghế cao nhất trong Đảng, làm trưởng Đảng.
Thực tế, việc lấy phiếu tín nhiệm diễn ra ngay đầu kỳ họp với sự công khai, minh bạch, dân chủ đáng ghi nhận. Qua đó cho thấy, với thủ đoạn chọn thời gian, thời điểm nóng, nhạy cảm để thổi phồng những bức xúc, bất bình của một bộ phận cử tri, bịa đặt cho rằng tâm trạng chung của nhân dân đang chán ngán chế độ, con đường đi lên chủ nghĩa xã hội, đổ lỗi cho đảng là toàn trị, độc quyền, từ đó xuyên tạc, bóp méo bản chất tốt đẹp của chế độ xã hội chủ nghĩa và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam. Điều vô cùng nguy hiểm là họ khai thác tiếng nói bất mãn, tiêu cực của những kẻ từng là cán bộ, đảng viên, từng là đồng chí, đồng đội nhưng do suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, đã trở thành những người bất mãn với chế độ, và hùa, Azua ăn theo, nói leo tổng phạm với những kẻ xấu. Họ cố tình làm ngơ, phớt lờ những điều tốt đẹp, có tính tiến bộ, cải cách của Quốc hội nói riêng và cả hệ thống chính trị nói chung theo hướng ngày càng công khai, minh bạch, dân chủ, xây dựng đảng, nhà nước ngày càng trong sạch vững mạnh, được cử tri và nhân dân cả nước hoan nghênh, tin tưởng. Cách làm truyền thông chống phá bằng con mắt tăm tối, động cơ nhem nhuốc, đi ngược lại khẩu hiệu mà họ đang tư tô vẽ cho mình, càng khiến dư luận thấy được bộ mặt thật của họ. Tự kiểu làm truyền thông không lương thiện này, tự làm mất chính uy tín của bản thân mà thôi. Mến chào tất cả các bạn. Xin cảm ơn các bạn đã xem video của kênh Thanh Tâm Online. Mến chúc các bạn thật nhiều sức khỏe, thành công và hạnh phúc. Chúc các bạn có những giây phút xem video của kênh thật thoải mái và có được kiến thức để phục vụ công tác, có cái nhìn đúng đắn về tình hình chính trị, xã hội trong nước và quốc tế, vạch trần âm mưu của các thế lực thù địch với cách mạng nước ta. Đừng quên cho chúng mình biết về trải nghiệm của các bạn bằng cách ấn vào biểu tượng like hoặc dislike, comment dưới phần mô tả để thể hiện ý kiến của bản thân, đội ngũ của kênh sẽ căn cứ vào đó để hoàn thiện video hơn. Các video lần sau nếu được cải thiện chính là có công của chính các bạn.